Khi chúng ta chơi âm thanh, ở giải mã DAC là một thiết bị cực kỳ quan trọng. Và nếu như chúng ta muốn nâng cấp âm thanh chất lượng hơn thì nhiều anh em nghĩ ngay đến việc đó là nâng cấp chiếc DAC của mình. Tất nhiên, nâng cấp DAC thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ đến việc đó là nếu như chúng ta nâng cấp thì cái chiếc DAC chúng ta đang dùng nó sẽ bị mất giá đi rất là nhiều không ạ? Vậy thì ngày hôm nay, trong phân khúc giá thành tầm khoảng 10 triệu, em sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm kèm theo một tính năng mà khi chúng ta muốn chơi nhạc hay hơn thì chúng ta chỉ cần thêm một thiết bị đơn giản thôi mà tất cả những dòng giải mã DAC trong cùng phân khúc 10 triệu không thể làm được. Nào, mời mọi người cùng theo dõi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video của Nhạc số Hà Nội. Ngay từ đầu video em đã giới thiệu đến mọi người hôm nay chúng ta sẽ cùng đi về một sản phẩm không xa lạ, chắc chắn là nó sẽ quen với mọi người. Nhưng để hiểu được nó, để chơi được nó và để tận dụng được nó một cách tối đa thì có lẽ rằng chưa anh em nào nói với mọi người. Đây là điều mà Linh cam kết với mọi người luôn. Đó, thế thì tại sao Linh lại nói như vậy? Bởi vì là sau khi mà tìm hiểu kỹ kèm những thời gian mình nghiên cứu thì mình thấy rằng là sản phẩm này chúng ta sẽ không cần phải nâng cấp DAC. Nâng cấp DAC chúng ta mất rất nhiều thứ, mất tiền, đúng không nhỉ? Đa phần là sẽ rơi về vấn đề tài chính, sẽ mất khá là nhiều. Từ một sản phẩm 10 triệu, nếu như chúng ta muốn nghe một sự khác biệt lớn trong âm thanh thì chúng ta phải lên những sản phẩm tầm khoảng 20 triệu. Cộng với cái tiền mà chúng ta bị chiết khấu trong quá trình sử dụng thì chúng ta mất rất nhiều, có thể là mất gấp đôi giá thành ban đầu. Thế thì hôm nay sản phẩm em giới thiệu đến mọi người chính là con Goodstart X16. Nó sẽ làm gì được cho chúng ta trong quá trình chơi âm thanh? Thì mọi người có thể quay lại đây để chúng ta xem nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một con X16 đi kèm với nó là một con Goodstart DDC U18. Tại sao lại như vậy? Rồi, thì chúng ta sẽ cùng vừa mở và chúng ta sẽ cùng vừa trải nghiệm nhé. Đây, đây là DAC Goodstart X16. Nào, chúng ta sẽ cùng mở ra nào. Đây. Và dưới đây là DDC U18. Em cũng mở luôn DDC U18 này nha. Nảy ra ý tưởng và lấy luôn sản phẩm quay cho mọi người nên là chưa kịp xem về 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 màu, chúng ta lấy ngay được một combo một đen một bạc. Đây là DDC U18. Nào, chúng ta để ra đây chúng ta coi. Goodstart là một hãng chúng ta thấy là người ta làm sản phẩm cực kỳ là trau chuốt từ ngoại hình đến cấu tạo về mạch và đến chất lượng âm thanh. Nếu như chúng ta muốn một âm thanh trong trẻo, một âm thanh chi tiết và độ sắc nét cao thì có lẽ rằng không nên bỏ qua Goodstart. Còn nếu như chúng ta muốn một âm thanh nó mềm, nó có một cái gì đó êm dịu thì chúng ta có thể chọn SML. Cứng, khỏe khoắn và dứt khoát, đánh được nhiều thể loại nhạc trẻ thì chúng ta có thể chọn Tốt Binh. Nhưng không, ở đây trong phân khúc tầm khoảng 10 triệu đồng, chúng ta có thể liệt kê ra là Tốt Binh DX5, có thể là SML, SU9 hoặc SU9 Pro. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm của Denon, của Luckman chúng ta cũng có thể liệt kê ra, ví dụ như là Luckman DA100 chẳng hạn. Rồi của Pioneer, những con như N50 chẳng hạn. Tất nhiên những sản phẩm như thế chất lượng âm thanh thì sẽ không thể bằng được ví dụ như là X16 tại đây. Nhưng ngoài về âm thanh ra thì có một đặc điểm mà X16 đem lại được trong khi những sản phẩm còn lại kia không thể làm được. Đó chính là việc chơi qua cổng DDC. Đây, chơi qua DDC là một việc mà những sản phẩm còn lại không làm được. Mọi người có thể để ý cái cổng kết nối ở đây nhá. Cổng kết nối ở đây chúng ta sẽ có USB, Optical, Coaxial và AES.
Đây, Bluetooth nữa. Đây là những cổng kết nối mà SU9 Pro hay là Tobin DX5 đều có. Và ngoài ra, trên hai sản phẩm kia không có mà X16 có, đó chính là cổng IIS. Đây là chúng mọi người thấy không ạ? Đó là cổng IIS. Hiện tại IIS là cổng kết nối digital tốt nhất của DAC. Mọi người lưu ý nhé, tốt nhất của DAC. Và chúng ta vẫn chưa tận dụng được hết cổng IIS này. Chúng ta có thể nối nó từ một con music server xuống, có thể nối từ một con DDC, hoặc chúng ta có thể nối từ TV xuống mọi người ạ. Từ TV cổng HDMI ARC, mọi người chú ý hộ em nhé. Đó là cổng HDMI, HDMI ARC sẽ xuất được xuống cổng IIS này. Âm thanh thực sự tuyệt vời. Hay hơn USB này rất là nhiều. Thế thì nếu như chúng ta đang sở hữu trong mình một con giải mã tầm khoảng 10 triệu, ví dụ SU9 Pro, mà muốn âm thanh hay hơn thì mọi người phải mua một con giải mã khác. À, và chúng ta phải mất tiền để chúng ta bán đi con SU9 Pro. SU9 Pro mua hơn 10 triệu thì chúng ta bán cũng phải chiết khấu đâu đó một ít phần trăm và chúng ta mua một con giải mã khác. Nhưng liệu rằng nó đã hay bằng việc chúng ta kết hợp một con DDC vào giải mã của chúng ta chưa? Cái đó khó nha. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mọi người thấy không, những con giải mã DAC cao tiền nó vẫn có cổng IIS để kết nối DDC. Vậy tại sao chúng ta lại phải nâng cấp một con DAC, mua một con DAC cao tiền hơn, giá thành khá là cao, trong khi chúng ta có thể thêm một con DDC này vào để cho âm thanh khác biệt hoàn toàn? Sự khác biệt ở đây là rất là lớn. Linh đánh giá rất là lớn. Nếu như chúng ta nghe một con giải mã tầm khoảng 11 triệu với một con giải mã tầm khoảng 20 triệu, cái sự khác biệt nó sẽ không lớn bằng việc chúng ta thêm một con DDC vào đâu mọi người nhé. Mọi người chú ý, đây là điều mà em cam kết với mọi người luôn. Đó là một con giải mã tầm khoảng 10, 11 triệu, 12 triệu so với một con giải mã 20 triệu thì sự khác nhau sẽ không bằng việc chúng ta thêm một con DDC vào. Chắc chắn với mọi người là như vậy. Thêm DDC vào âm thanh của chúng ta nó sạch bách luôn. Nó tĩnh và lời nhạc cũng như là âm nhạc nó nổi lên rất là nhiều. Nó cho chúng ta gần sát hơn tới khoảng không gian thu của bản nhạc. Đó là điều mà DDC làm được. Trong khi những con giải mã cao tiền hơn nó khó có thể làm được cái việc đó nếu như chúng ta chơi một combo như vậy. Vậy thì so sánh nếu như chúng ta chơi một combo như thế này gồm X16 và DDC U18, hoặc nếu như chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta có thể tham khảo những con DDC của Singsor. Đó, những con SU2 chẳng hạn, giá thành nó rẻ hơn, hoặc là Gustav U16 nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Em cam kết với mọi người rằng âm thanh chúng ta chơi cực kỳ tuyệt vời. Đó là lý do tại sao những ai bắt đầu chơi nhạc số và chúng ta hạn chế việc trả học phí, hạn chế việc chúng ta mất nhiều tiền đổi qua đổi lại, thì em khuyên rằng nên lấy Gustav X16. Đây, nó có cổng IIS này, nó sẽ làm được điều đó. Còn đối với những sản phẩm khác rất khó làm được. Vậy thì tất nhiên đó là cái ưu điểm của nó, nhưng nhược điểm khi chúng ta chơi một combo này nó là cái gì? Đó là nếu như chúng ta tận dụng được DDC một cách tốt nhất thì DDC này nó lại chỉ nhận cho chúng ta cổng USB. Nó lại chỉ nhận cho chúng ta cổng USB ở đây. Và nó xuất cho chúng ta những cái cổng còn lại, và đặc biệt là cổng IIS xuất xuống. Thế thì nếu như nó chỉ nhận cổng USB này thì chúng ta nên chơi từ đâu? Vậy thì chúng ta sẽ chơi từ máy tính, chúng ta sẽ chơi từ music server, hoặc chúng ta sẽ chơi từ điện thoại, hoặc chơi từ TV nếu như TV xuất được cổng USB. Đây, chúng ta sẽ đấu nối nó như thế này. Ở đây em sẽ có một sợi dây cáp HDMI hoặc là cáp E2S của Audio Quest. Đây là sợi Audio Quest Forest nha. Đó. Sợi này hiện tại bây giờ là hơn 1 triệu. Dây cáp chuẩn cho chúng ta âm thanh khác biệt.
Cái này chắc chắn là anh em nghe nhiều, nhưng để mà thấy được rõ thì có lẽ là không phải ai cũng có thời gian cũng như là điều kiện để chúng ta trải nghiệm. Đấy. Hoặc đây, nếu như chúng ta chơi từ điện thoại thì em có cáp OTG của AudioQuest. Đây, như thế này. Cáp OTG Forest. Một đầu USB và một đầu Type-C. Đó, còn của Lightning thì chưa có nhé. Quay trở lại, chúng ta sẽ chơi cổng IHS này như thế nào. Một đầu ta sẽ cắm vào DDC. Và đầu còn lại ta sẽ cắm vào DAC. Đây, nó sẽ như thế này đây. Tất nhiên là dây thì chúng ta sẽ không được cuộn tròn như thế này nhé mọi người nhé. Đấy, dây chúng ta sẽ không được phép cuộn tròn lại như vậy. Nó sẽ tạo ra một dòng điện cảm ứng ở bên trong và nó gây ra nhiễu. Tất cả những dây tín hiệu digital hay là tín hiệu analog chúng ta đều không được cuộn tròn nhé. Mọi người chú ý cái việc đó. Rồi, đây đây đây. Còn đây, đây là cách chúng ta chơi. Chúng ta không cần phải nâng cấp DAC đâu. Một con Gustav X16 như thế này chúng ta nghe quen rồi. Chúng ta muốn nghe hay hơn nữa, thật sự là hay hơn khác biệt, chúng ta thêm một con DDC U18 hoặc U16 hoặc Sennheiser SU2, chúng ta có thể tạo ra được một âm thanh nó xứng đáng với cái giá tiền chúng ta bỏ ra. Còn đây là chúng ta sẽ cắm vào cổng USB của nó này. Đó, USB này chúng ta có thể nối vào Music Server, có thể nối vào máy tính, có thể nối vào điện thoại hoặc có thể nối vào TV. Đấu như thế này nó tiệm cận đến tối đa, tối ưu của nhạc số. Mọi người nên lưu ý vấn đề này. Còn nếu như những ai muốn chơi ở mức độ đơn giản hơn, chúng ta chơi Bluetooth hay chơi cổng quang, thì tất nhiên SU9 Pro hoặc DX5 là lựa chọn để chúng ta có thể trải nghiệm những dòng nhạc, những dòng âm thanh, những tiếng, những giải bass, những giải mid, giải chép ở những phong cách khác nhau. Còn đối với những ai hướng đến sự tinh tế, hướng đến việc chơi chuyên nghiệp của giải mã DAC, thì Gustav X16 lại nổi bật. Và thực sự trong phân khúc 10 triệu, 11, 12 triệu X16 là cái tên đứng đầu về việc chúng ta chơi chuyên nghiệp. Ok, video vừa rồi em hướng dẫn mọi người cũng như là chia sẻ một chút kinh nghiệm. Cái video này em chưa có lên nội dung đâu, mà tự là thấy nó hợp lý và nói luôn với mọi người. Nên đôi khi có thể nó có khó hiểu hay là nó còn vướng mắc gì, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Linh qua hotline là 0766 030 050. Linh sẽ giải đáp cho mọi người cũng như là chia sẻ với mọi người kỹ hơn, và cũng như là cùng chúng ta thảo luận trong bộ dàn nhà mình thì nên chơi sản phẩm nào hợp lý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe.